Và bây giờ Khánh Huyền và Thanh Liên xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sống Khỏe. Thanh Liên này, trong một cuộc sống đầy những vất vả lo toan thì Huyền nghĩ rằng là cái mục tiêu làm sao để sống khỏe một cách tự nhiên là điều mà ai cũng hướng tới, đúng không? Và Huyền tin rằng là quý vị và các bạn có thể tìm được những cái cách để chúng ta có thể sống khỏe một cách tự nhiên, không cần quá mất nhiều thời gian cũng như là quá nhiều cái sự lo lắng. Đó là một những cái công việc làm hàng ngày thôi, như là làm vườn này, hay là đi bộ tập thể dục, hay là kể cả uống trà thảo dược, cũng là những cái cách mà để giúp chúng ta có thể sống khỏe tự nhiên đó. Đầu tiên sẽ là tập thể dục ngoài trời. Theo các nghiên cứu cho thấy là tập thể dục ngoài trời thì sẽ giúp cho chúng ta giảm được giận dữ, căng thẳng và chán nản hơn là việc tập thể dục trong phòng. Ngoài ra thì các nghiên cứu cũng phát hiện là chỉ cần 5 phút ở ngoài thiên nhiên thôi thì cũng sẽ có tác động tích cực đến tinh thần và sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, hãy thu xếp thời gian để tập đi bộ ngoài trời để cải thiện sức khỏe. Và Huyền nghĩ rằng là nếu như chúng ta muốn hít thở không khí trong lành, ngoài cái việc tập thể dục ở ngoài trời thì chúng ta còn có một cái cách nữa mà Huyền nghĩ cũng mang lại cái nguồn cảm hứng sống rất là lớn, đó chính là làm vườn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy rằng là những người làm vườn bao giờ cũng có một cái thái độ hài lòng với cuộc sống hơn là những người không làm vườn, bởi vì họ có thể hài lòng với chính những cái thành quả mà họ làm ra, cho dù là đó là một người làm vườn chuyên nghiệp hay là không chuyên nghiệp. Tiếp theo đó sẽ là nhận hoa tươi. Hoa thì sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc, điều đó là hiển nhiên đúng không ạ? Nhưng mà người ta cũng nhận thấy rằng là hoa hướng dương và hoa tử đinh hương thì có một mối quan hệ với con người của chúng ta. Khi mà nhận những loài hoa này thì sẽ có thể làm phục hồi được trí nhớ gần của những người lớn tuổi. Và còn một điều nữa mà Khánh Huyền cũng lưu ý tới quý vị và các bạn, đó chính là hàng ngày chúng ta phải bổ sung nước thật nhiều. Và bên cạnh là những cái nước uống hàng ngày chúng ta vẫn hay uống thì bây giờ chúng ta hãy thử uống trà, nhất là trà thảo dược, bởi vì trà thảo dược có rất nhiều những cái tác dụng tốt cho cơ thể chúng ta. Hãy thử bạc hà để hỗ trợ cho tiêu hóa, hoa cúc để thư giãn, hay là quế thì thay cho cà phê. Tất cả những cái hương vị này cũng mang lại sự sảng khoái trong cuộc sống của quý vị. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bị mất nước quá nhiều do tập thể dục hay do lao động thì chúng ta hãy thử nước dừa. Nước dừa cũng là một nước uống rất là tốt.